Theo nguồn tin vừa được cập nhật, hiện nay tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom đang có khoảng 4 hộ có heo bị dịch tả heo châu Phi, với số heo tiêu hủy lên đến hàng trăm con. Đáng nói là trước đó, cuối tháng 5 vừa qua, địa phương này đã công bố hết dịch tả heo châu Phi. Tuy nhiên đến nay, bệnh đã xuất hiện trở lại. Theo Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh Đồng Nai, hiện diễn biến dịch tả heo châu Phi tại Đồng Nai đang diễn biến hết sức phức tạp. Tính đến chiều nay, toàn tỉnh hiện có 33 xã, phường thuộc 8 huyện và thành phố Biên Hòa có dịch tả heo châu Phi. Số heo bị tiêu hủy lên đến gần 47.000 con. Chỉ còn hai địa phương là thành phố Long Khánh và huyện Cẩm Mỹ, đến nay chưa xuất hiện dịch tả heo châu Phi.